Rồi, xin chào tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các cái game sau cái game ha. Và đây là cái game đầu tiên. Ok, ngày cái game ngày hôm nay của mình nó là ngày 16 tháng 6 năm 2024 các bạn. Ok, vâng, mình cục cụ này đi ha. ガラキだった。
簡単に行くかな？私は今、悟空なのだ。さて、スーパーサイヤ人3だ。お前は俺に殺されるべきなんだ。 Are you ready?Let's dance!